một tiết mục nhảy của các em thiếu nhi xin phép được bắt đầu. Đây là một tiết mục của các em thiếu nhi bản Mông của nhà văn hóa thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.